Vâng, tôi biết rồi. Lưỡi áo của bác à? Ừ, một chai. Cái gì cơ? Tạm hướng on đen luôn ấy mà. Trời bác. Tắm đèn luôn hết rồi. Đồ khô của thầy quát ngay lên chỗ nhà À, không biết mà ngay ngoài này. Hoàng Văn Sương. Cái này bác xem về về cửa nhà gia sự hay có xem cái gì khác không? Thêm để Xem mình còn khấn. thêm cho bản thân cái thằng Vũ Anh Dương kia, Này gì? xem muốn xem cả cái Vâng. Cháu của con con của em Dương. của thằng này, À, em của Dương này thằng Dương này, là con của bác. vâng, xong rồi xem hai vợ chồng nó về nó cũng phục vọng nhau, Vâng. không được cơm lành canh ngọt. Mà xem thủ công mùa mà tám điếu hương với bà này khẩu thừa ạ. Đã xong rồi thắp hương cái mai nó đi đâu ấy? À, này nào để cho nghe kim thần đệ tử tôi con kê Phật thánh tự kê pháp đức xin kê cung thỉnh bản tịnh bản viền kê đường quan ba tòa kê Phật tổ thượng tạng Phật tổ trung tạng Phật tổ hạ tạng kê Phật tổ chư vị kê tổ thư tướng tổ kê lưu truyền chân tông kê cố pháp bát bạn kê quân binh ngũ linh kê thần tướng đức thái thượng lão quân Phật bà quan âm bạch y đại thánh tề thiên đại thánh viền thiên đại thánh đô thiên đại thánh thất đầu tinh quân nhị thập bát tú thiên cương đại tướng viền đàn đại tướng độc cước đại tướng bạch xà đại tướng bát bộ kim cương ngũ phương kê thần hổ ngũ phương kê thổ địa trần vệ kê đại vương đương niên kê hành khiến lý vực kê linh quan liên ngoạt kê nhật thì tứ trực kê công tào quan tướng kê lại binh tinh đồng kê ngũ lôi lục viên sứ giả thái thượng lão quân thích ca kê ban phật cập chư vị tổ thư tự pháp hiến tổ thư tự pháp thông tổ thư nghiêm sư tự pháp quang tổ thư tự pháp thiện sư kê truyền đạo giáo kê truyền nghề truyền phù truyền phép chư tư quan tướng hộ viện kê kiến viện đồng lai kê giáng hạ vân tập đàn tường chứng minh công đức phù độ đệ tử cập kê tại kê cửa viện cửa điện cửa phật cửa thánh để cập kê có trong để kê chứng minh công đức cho để hôm nay cập kê có trong tại kê cửa viện có trong được kê
sơ cái thập nhật để cái tuế thứ quý mão niên ngũ ngọt cái thượng tuần cái hạ tuyết để trong nhà để cái đất thó cái họ vũ để cập cái nội gia cái tiến chủ vũ cái ngọc minh cập cái có trong lương thê để cập cái có trong nguyễn cái thị lập của cái nam tử vũ cái anh dương rồi cập cái có trong hôn tử vũ cái minh thuận rồi cả, minh thuận luôn minh thuận để cập cái có trong để cái tiểu nhi có trong để cái vũ cái kim ngân rồi cập cái vũ cái kim chi để cái đất thó cái họ vũ đất thó cái họ ngô để cập cái có trong quán tại đại kê nam quốc hà giang tỉnh để cập cái bắc quang huyện để cập cái việt binh xã để cập cái thôn cái tân thành xóm cái đón khán để cập cái có trong lương gian phạm trần phú thế nhị mạnh ngô kia vũ để cập cái vũ cập kia nguyễn để cái lương gian phạm trần đất thó họ vũ để dạ họ vũ họ nguyễn cập kê có trong đất thó kê họ nhà cập kê nhà nguyễn để cập kê có trong hà lo lương gian phạm trần tối như đêm dày như đép đất cập kê có trong bề tại kê bản viền bản tịnh để kê tấu lên các quan để cập kê có trong các quan chứng minh công đức chư vị tổ thư chứng giáng bên tuổi bên độ lai lâm kê chứng minh cho để cập kê ta xét xem cửa nhà gia sự cái đất khó kia họ Nguyễn đất thó kia họ Vũ để cập kê có trong và kia gia cư thứ tạch mộ phần đống mà và cập kê có trong bản mệnh đất thó kia họ Vũ rồi cập kê có đất thó kia họ Nguyễn để có điều gì trách lệch không việc âm việc dương rồi cập kê phu thê nhị mệnh để cái đất thó họ Vũ để cập kê có trong nhà phu thê nhị mạnh thì cái vũ kia anh dương rồi cặp cái vũ kia minh thuận để cặp cái hà lo có điều gì kia trách lệch không việc âm việc dương việc nội việc ngoại rồi cặp cái có trong để cái bong linh hồn cặp cái có trong bảo đệ mình tên cái đang tù mất tên đang là mất vũ anh dũng anh dũng anh đó anh dũng rồi cặp khi ta xét xem ra cái linh hồn cái bảo đệ cái vũ cái anh dũng rồi cập cái gia cư thứ tạch xem có điều gì trách lệch không hôm nay cập kê có trong Phật thánh hội đồng lại đáo kia viền tịnh chứng minh công đức cho để cập kê có trong nội gia tiến chủ vũ cái ngọc minh rồi cái lương thê để cập kê đích danh rồi cập kê có trong nguyễn kia thị lập cái bà về tại cập kê gia cư thứ tạch bản biển để cập kê ta xét các quan quốc ngồi coi thóc chứng minh công đức đông đủ bản biển để cập khi đô hội chân hương chân nhang đông mặt đông điện hiến hương hiến trà chay bàn tiến chủ lòng thành kê thiết lễ để cho đông đủ hết tất cả chưa cho đệ tử khất đắc âm dương Phật thánh thần thông linh thiêng lạy thánh dạ kê âm dương bất tiếu như hà bất linh thì hôm nay cập khi các quan lai đáo viền tịnh đông minh đông tướng chư vị tổ thư cập khi có trong thiền binh tốc giáng địa binh tốc giáng nhân binh tốc giáng khi phong phát động Phật thánh hội đồng lại đáo kê tại kê viền tịnh để kê chứng minh công đức hiến hương hiến trà chấp chiếu vi bằng kê chay bản rồi kê kim ngân lệ vật kê tiến chủ đất thó kê họ Nguyễn thành tâm kê cung tiến Phật thánh hội đồng đồng bình đồng tướng lại đáo viền tịnh cho đệ tử khất đắc âm dương nào đã không âm dương bất tiếu như hà bất linh hôm nay cập kê có trong các quan chứng minh công đức và cập kê có trong soi xét rồi cập kê tại kê viền tịnh các quan đóng yên bản viền hiến hương hiến trà rồi cập khi có trong được kia đệ tử cam phiền kia chư vị kia tướng thánh để cập khi có trong binh tùy binh độ để cập khi tề thiên đại thánh phát hành binh mã đi đông tây nam bắc về tại gia cư thứ tạch đất thó họ Ngô đất thó họ Vũ đất thó kia họ Nguyễn để cập khi quán tại kia xóm kia đòn khén rồi cập khi có trong thôn Tân Thành xã kia Việt Vinh để cập khi huyện kia Bắc Quang để kia các quan chứng minh công đức cho đệ tử khất đắc âm dương như nào. Dạ kê thiện tay hôm nay kê các quan chứng minh công đức đồ hội tại kê chân hương chân nhang hiến hương hiến trà rồi đệ tử cập kê có trong để kê biên bổ thu chấp lấy kim ngân lệ vật bạc vạn cân ngân bạn nén chay bàn tiến chỗ kia nguyễn kê thị lập thành tâm kê cung tiến rồi hôm nay cập kê đệ tử cam phiền tề thiên đại thánh phi phong phát động tốc đồng tốc thôi tốc hồi kê tốc thiếp tốc đồng kê tốc thôi tốc hồi kê tật tốc dáng
Ngài về tại Cập Khê có trong Đại Kê Nam Quốc, Hà Giang, tỉnh Bắc Quang, huyện Việt Vinh xã, rồi Cập Khê Tân Thành thôn, rồi Cập Khê có trong này kia về tại gia cư Thứ Tạch này kia đất thó họ Vũ, Vũ kia Ngọc Minh, rồi Cập Khê Lương Thê, Cập Khê Nguyễn kia Thị Lập để kia quán tại kia xóm kia Đòn Khén, để Cập Khê thấu vào trong để kia tâu lên kia thành vàng chúa đất bản thổ thần linh chi thần, để Cập Khê có trong để kia lai đáo gia cư Thứ Tạch đất thó kia họ Vũ, đất thó họ Nguyễn, rồi Cập Khê ta xét xem kia cửa nhà gia sự, rồi Cập Khê có trong các chư long thần chúa đất đông tây nam bắc hậu thổ linh thần, rồi Cập Khê có trong các chư kia quan kia thần linh bản thổ xuất trình, để kia tổ tiên ra đường đất thó kia họ Nguyễn, đất thó họ Vũ, để kia kia bà cô ông Mãnh, rồi Cập Khê xuất trình, Cập Khê có trong để kia táo quân vua bếp thiên đế kiểu nam địa vàng kiểu nữ đông tù tư mệnh táo phủ thần quan các quan xuất trình, Cập Khê hội đồng tiên tổ hộ cập tổ tiên nhị môn, Cập Khê có trong nhị gia tiên tổ Vũ môn kê Nguyễn môn để kê các quan xuất trình, rồi Cập Khê có trong ta xét xem cơm gia cư Thứ Tạch mộ phần đống mà, rồi các quan ta xét xem phu thê nhị mệnh đất thó kia họ Vũ, Vũ kê Anh Dương, rồi Cập Khê Vũ kia Minh Thuận, rồi Cập Khê có trong có kia phu thê nhị mệnh điều gì kê chết lệch đường trần đường âm đường dương, rồi Cập Khê có trong các cư Cập Khê ngoại tà đẳng chúng, hoặc Cập Khê có trong và kê lương duyên điều gì Cập Khê có trong đa ngôn quá khẩu, các quan xuất trình ta xét xem kê nhị vị kê con cháu tiểu nhi kê Vũ Kim Ngân, rồi Cập Khê Vũ kia Kim Chi, để Cập Khê có trong điều gì chết lệch, rồi kê ta xét xem kê mộ phần đống mà chân linh chính hồn kê bảo đệ Vũ kê Anh Dũng, xem con có điều gì chết lệch không. Hôm nay tể thiên đại thánh Cập Khê có trong để kia phi phong phát động đệ tử cam thiền tốc đồng tốc giáng phi phong tốc thiết, để Cập Khê có trong để kia thu chấp bạc vạn ngân ngân vạn nén. Hôm nay Cập Khê đệ tử pháp sư tôi con kê Phật Thánh tự kê pháp đức thừa Phật thừa Thánh, để hôm nay cam thiền tể thiên đại thánh người kia thần thông quảng đại để kia xuất binh đồng kê tốc thiết phi phong phát động để kê về ta gia cư Thứ Tạch đất thó kê họ Vũ, đất thó họ Nguyễn, rồi Cập Khê có trong để kia điều gì chết lại không, để kê đường âm đường dương, để Cập Khê có trong cho đệ tử để kê cam phiền tề thiên đại thánh người kê phát động phi phong, để Cập Khê về tại gia cư Thứ Tạch tại kê xóm kê Đòn Khén, để kê kết trong thôn kê Tân Thành xã kê Việt Vinh huyện Bắc Quang, để kê tề thiên đại thánh người bằng lòng xuất trình cho đệ tử khất đắc âm dương nào. Kê âm dương cười là tươi là đợi kê tề thiên đại thánh, rồi Cập Khê có trong các quan khi phong chứng minh công đức cho đệ tử Cập Khê phát động cái các chư bạch xà bạch tượng quan tướng khi phong để cho đệ tử khất đắc âm dương thế nào. Dạ, Cập Khê các quan chứng minh công đức hôm nay Cập Khê có trong lòng thành kế tiến chủ thiết lễ, rồi Cập Khê tể thiên đại thánh người Cập Khê có trong phi phong phát động để kê về cửa ra chư Thứ Tạch đất thó kê họ Vũ, để Cập Khê ta xét xem Cập Khê có trong từ kia gia tiên, để Cập Khê từ cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ liệt vị gia tiên kê đất thóp kê họ Vũ, rồi kê đất thóp kê họ Nguyễn, thì hôm nay Cập Khê có trong đi đến nơi về đến chốn, rồi kê sang tay ra lời cho đệ tử con kê phản bảo cho nội gia kê tiến chủ đất thó họ Vũ, đất thó họ Nguyễn, thì hôm nay Cập Khê có trong tể thiên đại thánh người kia tâm lòng thank you.
Ta sát xem kỳ đông tây nam bắc và cà phê có trồng được kia. Lai báo biển tịnh, hôm nay cà phê tề thiên đại thánh. Người kia đi đến này phải đến chót, bây giờ cà phê có trồng được kia. Lai báo biển tịnh đóng yên bản viện để cho đệ tử con kia phản bảo cho đến chỗ đất thó họ Nguyễn, đệ tử khất đắc âm dương nào. Dạ vâng, kế thiện tài. Của nhà bác bây giờ thì nó có một số việc như thế này. Cái việc thứ nhất ấy là trên tổ. Trên tổ nhà mình ấy thì về tổ đường thì không 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 yên mấy. Không biết là bây giờ đang nói trên tổ ấy là bây giờ về tổ đường họ Vũ, họ Nguyễn gì ấy, nhưng đại thể trên tổ là không được yên mấy. Bởi vì là nó ganh nhau về chênh lệch về cái bên của cái bác Minh này này, bên bác Minh là bên họ Vũ này này, thì lại có về bác thử hỏi lại xem, tức là bên của bác Minh này là có một một vị mãnh của bên bên họ Vũ ấy, nó rất thiêng, nó đi theo ông này liên tục, nhưng ông này không biết gì cả mà cũng không tin gì cả, cũng không thờ nó bao giờ cả, cho nên cái này cái mãnh này là mãnh nó chết trẻ, nó chết trận, chết đau binh gì thôi, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà nó làm cho ở không yên đâu, ở là gọi là về, nhưng mà nó về vào với tổ này thì trên tổ đường của cái họ Nguyễn nhà mình này là không cho vào được, nó không gọi vào mà nó cũng không cho vào, cho nên lúc nào nó cũng về. Cho nên là trong cái nhà của mình là cửa nhà gia sự bảo là hoàn toàn trong ấm ngoài êm hẳn thì không được mấy, bởi vì nó không phải là cãi nhau nhiều, nhưng đại thể nó bực dọc, xong nó kiểu trong lòng nó không thấy thoải mái, nó như kiểu là bực giận nhau lắm, nhưng không phải, bởi vì cũng chả có cái việc gì nên mà giận. Mình là người cũng cũng làm việc để mà mình đủ điều kiện là xác định để mà mình nhận được cái ý thức của mình, cho nên không xảy ra những chuyện cãi vã. Nhưng mà thật sự ở không yên ổn, bởi vì cái mãnh này nó vào, mà nó vào đi theo thì lúc nào đi theo thì làm cho ông là ở một cái hệ thống là nó cái bực trả ra bực, nóng trả ra nóng, xong nó vô cớ. Cho nên là đấy là cái mãnh này, mãnh hồn này không được khao nó và trao đổi cho cái mãnh này nó biết và đưa cái mãnh này đi thì nó không vào nhà được, thì nó cứ quấy thôi, nó quấy cho lung tung ở ngoài. Mà trong khi đó là trên tổ đường nhà mình thì về họ Nguyễn này ấy, thì trên tổ họ Nguyễn thì nói chung không phải là bảo là ác đâu, ở hiền thôi, ở cái tổ họ Nguyễn này ấy. Nhưng trên cái dòng tổ họ Nguyễn này từ ngày xưa về là có người không biết là được cầu khấn, được làm cái gì về đường âm một tí về cái tổ của bên họ Nguyễn mình đấy, từ ngày xưa rồi. Tức là ví dụ như là cúng, người ta nhờ đi cúng bái vớ vẩn khấn này thôi được làm được, nhưng không phải là có người làm thầy. Vâng, thế đại loại là về về đường âm đấy, thế là ý tứ là bên họ Nguyễn này, cho nên nó mới biết, nó mới mở lòng thôi. Còn nếu nó không làm gì ấy, là nó không mở lòng thì nói chung là ông Vũ này sẽ không ở đây được, không ở nhà đấy được. Nó lại vì như thế, bởi vì trên tổ khi làm ấy thì bày bảo là về ở làm rể thôi, nhưng mà thật sự ra là chưa được làm lễ, chưa là được làm lễ chính lễ là để vào làm con rể, và cũng chưa làm lễ báo cáo đại sự với tổ đường là giáo hoa đám đám tang. Tức là thong bường đám tang mới giáo hoa đám mân xa, đám cháu xa, thế cái có thơ đám mân chẳng nữa cũng biết đấy, đám mân mới rú đấy. Thế là đấy là ý là cái đất đai ở cái tổ đường là như thế. Xong bây giờ trên cái tổ nhà mình ấy là bây giờ là đi theo mà trong cái bông của anh Dũng này này, thì anh Vũng Dũng này là chết ở cái điều kiện gì mà lại rất đột xuất, mà trong khi đó bây giờ là hồn vía làm như thế nào nhưng bây giờ là phảng phất không về nhà được, không về đến nhà mà cũng chả vào về tổ bao giờ cả, cho nên là nó rất là oan ức. Cái này chưa chưa làm được cái oan ức này, chưa chưa ổn với Dũng này được. Nếu như Dũng này không làm được thì thật sự ra mà cắt được cái đoạn đi ấy, tức là giải oan cắt đoạn cho nó, xong chuộc về để làm cái lễ cắt đoạn đàn giải oan cho nó ấy, thì nói chung nó oan hồn chi nghiệp quá, thì nó nói chung là lúc nào nó cũng hận, lúc nào nó cũng hận, nó kêu than nhưng nó không về đến thấu về nhà mình được. Đấy đấy là cái thứ hai. Cho nên là cái thứ ba nữa là cái đất nhà mình cái long mạch ấy,
được về cúng rất nhiều thì phải, nhưng mà cúng sau là cúng tạ đi chỗ khác đi thôi, không tạ vào cái không qua được cái thành hoàng đấy, bởi cái thành hoàng chỗ đất đấy nó rất thiêng. Cái chỗ đất nhà mình ở đấy là nó về chếch về hướng hướng mé hướng tây một tí ấy, có một cái hòn đá. Hòn đá này nó là thạch bàn của các quan thần linh thổ công bản xứ đấy, nó là nó ngồi họp ở đấy cơ. Nó ngồi họp ở đấy với nhau, nhưng mình lại không không tạ đến đấy. Mình chỉ tạ muốn cái ông thổ công này không không làm gì được nó cả. Bởi vì nó cái gốc của nó ở đấy. Thế cho nên là cái đất của nhà mình cả cái khu dãy đấy là ngày xưa là một cái đon lên như này, nó gọi là hình như gọi là đon thần thì phải, chứ không phải là đon đơn vớ vẩn. Thế là ý làm lễ, muốn làm lễ được hay không, đắc được lễ hay không thì phải tạ cái thành hoàng này. Muốn cúng giải gì thì giải, nhưng phải nhớ là làm được cái lễ ngoài trung thiên, kể cả con gà đĩa xôi hoặc là mâm cỗ ăn xong là mâm chay mâm tạp, nhưng đại thể là phải tấu lên thành vàng bản thổ của cái khu của đon khén này. Cái đon khén này nó thiết lập với một cái dãy chi thần chiếu nhau ở khu đấy, với thần linh bách thần nó hay về họp ở đấy. Cho nên bây giờ dân mình ở cứ san sát trồng lên thôi, nó phải chịu thôi. Nhưng mà thật sự nhân thất vật vong, nhân không yên vật không thịnh. Người làm ví dụ làm về cán bộ thì cũng không đến mức độ là thăng được quan tiến được chức. Mà con cái thì nói chung là chật vật, một là ốm đau, không kẻ ốm người đau thì trong nhà là bất hòa. Thế cho nên cửa nhà gia sự hưng long cát khánh thì không 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 được cái chữ này. Cho nên không phải nhà mình không có việc, nhà mình có công có quan có chức có làm có việc, ví dụ thế, có nông có điền có ao có ruộng có vườn, nhưng tại sao trong lòng lúc nào cũng thấy nợ một gánh đấy, nợ trong lòng ấy, thế không phải là nợ về tiền, ví dụ thế. Cho nên là lúc nào cũng thế, với cái chữ hòa hợp là được rất ít, được rất ít. Thế là bây giờ là cái vong hồn của Dũng là một cái thai về cái bản đất của mình là chưa tạ được cái thành vàng bản thổ đấy, xong chưa yên được cái thổ địa đấy, thì không yên được cái mạch đất đấy, không không cầu kia thì thần nó không hộ, thì tổ tiên mình cũng không ở được yên đấy. Nó nói chung là thiên nhân hòa thì phải có thiên có địa, thế là bằng nhau. Trên nhà bác nó ở cái chỗ này, bây giờ về cái trên tổ tiên ấy phải an được về tổ, an được về tổ, và phải làm một cái lễ, không biết là bác làm chưa, nhưng phải làm một cái lễ. Bây giờ đến mình có tuổi rồi, sáu mấy tuổi rồi, nhưng cái này bác cứ về nghiên cứu lại xem, hoặc bây giờ trả lời cũng được. Nhưng thật sự ra là cha về trên tổ là tổ đường bây giờ nó không hài lòng lắm giữa cái hai họ này, và cũng chưa có cái lễ. Còn bây giờ già đến đời này rồi, nhưng mà bây giờ cũng của bác Minh này cũng chưa có một cái lễ là tấu lên tổ để trình nó đâu. Tức là chỉ bảo là đại sự này cứ làm, cứ thắp hương thế này thôi. Chứ còn thật ra bỏ lễ là xin với lại cái tổ của cái họ Vũ kia, với cái về với cái họ Nguyễn này, bây giờ để xin được giao hòa về với đây, xong là bốn chén rượu về giao hòa tổ đường, xong nếu được thờ cúng, hoặc là nếu được làm con cái mà lâu dài vĩnh viễn là kế thế ở được cái tại đất đấy, chào kín na chào, kín na chào, kín nạm luôn chào, thì thúc phải cảm ơn ám nữa. Đây thì mình chắc nghe. Thì chắc nghe là ăn đắm họ May, là ăn đắm họ Nguyễn em hiền đấy. Mi đây là mi hở du họ bày biệt lắm. Mi hở du bên hở hở tá gắn đấy, kiểu như thế. Đây là đại loại là trên tổ như thế, đất là như thế. Không, là còn trên cái đất nhà mình ở ấy, cái đất nhà mình ở ấy thì không biết là đất xưa về cổ xưa rồi, nó ở trong lòng đất ấy. Nhưng thật ra trong cái lòng đất nhà mình đấy không phải là đất sạch đâu. Bởi đất của nhà mình vẫn có một cái vong ở đấy, một cái vong nam ở đấy. Cho nên nó cứ về nó hành với nó về nó ở quen lắm rồi, nó ở quen với tổ tiên với nhau rồi, nó quen với thổ công rồi, quen mặt như kiểu nó nhà nó ở đấy rồi. Cho nên nó cứ ở như thế, cho nên là mỗi một năm ấy nó làm một thứ, nó làm cho gia đình mình trục trặc một thứ, mỗi một năm như thế. Nếu như và giả sử như ví dụ trong nhà mình làm Tết, làm cưới, làm cỗ thế này, nó cũng về nó ngồi đàng hoàng thế, mà nếu nó không được ăn thoải mái là nó lại quấy cho trục trặc. Sau cái việc đấy sẽ trục trặc một tí. Đại là cái trong cái công việc thì nó cũng không có gì nhiều lắm, mà cái vòng này nhưng chính ra là phải giải và đưa đi, xong rồi tạ cái lòng đất. Thì về đất nhà bác là đất nó nóng đất thôi, không phải là đất, cái thổ đất rất rộng. Nhưng ngày xưa là ở cái lòng đất nhà bác ấy là có một cái hệ là long tuyền. Cái long tuyền soi rõ thấy luôn, tức là cái mạch nước ở dưới chảy xiên qua dưới nhà đi thôi. Cho nên là nó không động của, bây giờ nếu mà muốn chấn được cái long tuyền đấy
thì phải yên được cái long mạch, yên long hoàn thổ và tạ được cái long tuyền cơ, chứ không phải là cúng thủ công không. Bởi từ trước đến giờ mình toàn cúng thổ công này này, cúng cho thổ công xong ra cóc cóc một tí xong là cái vong về ăn với thổ công, cùng ăn với nhau xong nó cười là nó đi thế này thôi, không hộ, không hộ gì cả. Cho nên nhà bác là nó luẩn quẩn như thế. Đấy là có ba cái vấn đề là nó qua qua như thế. Chứ không bảo là trầm trọng thì không phải. Nhưng thứ hai nó là gì? Trong cái vợ chồng của Vũ Dương này, Vũ Anh Dương này với Vũ Thị Thuận này, thì hai vợ chồng nhà này ấy, thì cái nói về cái thứ nhất là bây giờ nói về cái căn, về cái nguyên số ấy, một người là tuổi Hợi, đấy là Dương là tuổi Hợi 1983, thế mà Thuận là 1985 là Ất Sửu. Thế trong cái Ất Sửu với cái Quý Hợi này thì cái hai cái con vật này về cái điển hình thì nó không khác nhau. Thế nhưng mà về cái cung cơ nó mới khác nhau. Cái khác nhau một chuyện, nhưng thứ hai là anh Dương này chính xác ấy là anh bây giờ không biết công tác gì, nhưng hiện nay anh đi ra ngoài. Đi ra ngoài thật sự ra là anh cũng hơi một chút nho nhỏ. Nó không phải là đào hoa lắm nhưng hơi một chút nho nhỏ ở bên ngoài. Bởi bên ngoài không biết người ta dình cái gì, nhưng mà có một đến hai người, nhưng để thể người ta để ý theo lâu, và trong khi đó người ta đã cũng đã dùng thầy nhờ để thầy làm rồi. Đã làm cho được mấy năm nay rồi chứ không phải là không đâu. Nó thật sự ra là cái này cơm không lành canh không ngọt là ở cái chuyện ngoài đời và xã hội. Thế còn cái căn cung kiểu thì khắc khẩu đa ngôn, nói chung nó chỉ là nó là xung khắc thôi, trong cái xung khắc khẩu thôi. Nhưng cái người ngoài người ta làm cho mình thì lại mình không biết gỡ, không gỡ ra, mà bây giờ cứ để như thế thì nghe chừng là khả năng nếu như mà để mà thuận buồm xuôi gió, để cho cơm lành canh ngọt, để mà dài dài thì không được dài mấy, không dài là trụ được với nhau đâu. Bởi vì là có chẳng qua là làm việc thì ở với nhau thì ở thế thôi, chứ còn như kiểu là lòng ở bên ngoài thôi. Đấy là không ở trong với nhau được, lòng nó không hợp với nhau được. Thế cái này muốn hòa hợp về là phải chuộc lấy vía về, xong là thu phá cái người ta nó phản nghịch ở bên ngoài ấy, người ta làm cái luyến ái tương thân ấy, xong là chuộc hồn chuộc vế về, xong là giải cái xung khắc. Đấy là của nhà anh Dương này, là con của bác ấy. Thế còn đâu là trong năm nay thì anh Dương rất thận trọng, và trong cung vợ chồng và về cái hạn ấy, cái vận hạn đi lại trong cái làm việc quan hay làm việc gì không biết, nhưng nếu như gọi là cái hạn toán tận là hạn đến thình lình thôi, đến cả việc quan, đến cả việc của về xảy ra về con người, cho nên là đi lại rất thận trọng, chứ không xuống bến qua đò rồi đi mình nên nghiên cứu một chút hãng đi. Ví dụ như là trên tổ đường nhà mình ấy, thắp hương tổ đường, nhưng mà ví dụ đi xa đâu công tác đi cần thiết công việc thì đi quan trọng ấy, phải làm như thế. Nhưng mà cơ bản là vẫn phải là giải cái xung khắc đi được, xong là làm xong cái của cái dũng, của cái dũng này này. Nếu không làm được thì nó oan quá. Nó oan còn là oan, nó để lại oan nghiệp. Oan nghiệp ấy thì về lâu dài ấy, thì thực ra trong gia đình nhà mình, ví dụ về anh em đường huynh đệ, nó không phải về bắt đi đâu, nhưng thật sự nó không để chỗ yên được. Bởi vì anh làm, không làm cho nó, bây làm thì làm rồi, nhưng làm không đến được, không cởi được cái nghiệp. Nó cứ để là cái nghiệp đấy, nó nếu để lâu nó quá oan ấy, thì nó sẽ tác thành coi như là nó gọi là nghiệp chướng luân hồi, thì nó sẽ nhả lại cái cầu đấy. Cho nên là ý là mình cố gắng thận trọng, cho nên bây giờ làm thì làm nhưng mà không, lúc làm thì chả biết là gia đình bà là đón là thầy bà nào làm, nhưng đại thể là làm cái này chưa được ổn lắm, chưa được hoàn toàn là từ chỗ tai nạn mà về nhập vào với cái quan cái quét là không ổn mấy, bởi vì nó không vào được, nó không về được thì lấy đâu mà làm. Xong là từ chỗ đó là nó cái của nhà bà một ngày rằm ngày Tết ngày Tết mình gọi nó có về không, về được. Bây giờ nó vẫn cứ đi phảng phất, nó có muốn về nhà đâu mà nó cũng không về được đâu, mà bởi vì nó trước nó về là nó ở cái chỗ nó tai nạn ấy, là cái bằng cái để với cái thời gian coi như là không chuộc được ấy, thì nó để cho cái thành hoàng đấy, bản thổ đấy, nó cái thổ công đấy nó giữ vế giữa cái vòng này, giữ cái vòng này, xong nó bán luôn xuống cho thành hoàng đi thôi. Nó không biết, nó kiểu như kiểu trưởng thôn ấy, giao ra xã nó lên huyện, bây giờ nó, hồ sơ nó nắm ở đấy cơ. Chứ bây giờ mình cứ không tin đi làm đúng đấy, nếu không có sớ điệp đàng hoàng ấy
mà không tấu tiến thành vàng tốt ấy, là nó có nhà cho đâu mà bảo vệ ấy. Thế cho nên là bây giờ bảo bảo là tháp hương tháp thế thôi, không về được đâu, nó không ở cho về đâu. Cho nên là cái này của anh Dũng là nó như thế. Còn về 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 cái gia đình nhà mình ấy, nếu cứ làm tốt được những cái việc là từ ngay trên tổ xong với đến cái vong ở đấy, xong cả cái chỗ đất ấy nữa, nếu mà làm được những cái ba bốn cái việc đấy, nó không to lắm nhưng làm được đúng như thế thì nó sẽ thoáng đãng đi, nó sẽ thoáng đãng đi rõ ràng. Mà trong khi đó mà anh Dương này mà không không chuộc hồn chuộc vía về ngay ấy, bởi vì người ta luyện và người ta lấy đi, người ta là nó giữ lấy vía cơ mà, nó giữ lấy vía không giữ được hẳn đâu, nhưng nó giữ ngày nào ví dụ ăn cơm thế này đầu nghĩ đi chỗ khác đấy, mà có phải nghĩ nghĩ ở cái mâm cơm kia có rau có canh đâu mà bảo ăn gì thì ăn, không ăn nó thôi, xong rồi cáu nhau xong nhìn như kiểu không có hồn nên mà đi. Nó có người khác yểm. Đấy, nó là của nhà mình như thế bây đấy giờ, nó đang đang kiểu bị tâm thần đấy, đấy là như là bị không, nó không ổn rồi, bị cho nên là người khác điều khiển. Là mình không 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 phải là nhà bác ở bằng phẳng tí nào đâu. Người ta yểm bùa là cứ phải theo con gái thôi. Xong trên tổ thì cứ thế thôi, tổ thì mà nàng ra góc hay cầu nàng ra góc hay là phải tao xong rồi ma để căn mông căn mít tuồng căn này đấy, một kiểu mà nó một kiểu mình qua bộ khem nhiêu này mình giận với dân thế là các cu cho mưa khẩu thân đầm mà mình lắc đây mà nó nổ tham tham ổ hay đúng luôn vũ mình bông mình lắc đây này mít khàn này thì bằng mít đúng luôn ông á. Cả một vấn đề như thế thôi, bác còn hỏi gì nữa không? Bây giờ muốn hỏi xoáy xoáy vào cái thằng này, bây giờ nó đang bị như thế. Vâng. Đấy, bây giờ xem hướng giải quyết. Bây giờ nó tóm lại là cái gì, nó không, đang bây giờ chỉ cần giải bùa thôi, bị bùa bùa. Nó giải bùa là một chuyện, nhưng cái cơ bản là phải làm cái lễ cho nó. Thứ nhất là trong cái cung của nó, nếu không làm về cái này xong không phá được cái này ấy, không phá được cái hệ thống ở bên kia kia ấy, nó thu ấy, xong là không đủ vía như này, không chuộc hồn chuộc vía về về để vào người được ấy, là hỏng ấy, nó không phải đơn giản chứ không nó không cứ do nó là bây giờ không nó ương ương ngạnh ngạnh ngang ngang tàng tàng, nó thích làm cái gì nó làm, thích đi đâu nó đi, không ai nói được. Vua vợ nó chán, vợ nó bảo làm hồ sơ đi công ty, bảo làm đơn ly ly dị vâng đấy. đấy, nó quá ấy, nên cái này làm không làm được tốt như thế, thì bởi vì Trong người lúc bố mẹ lúc nào cũng không yên tâm, lúc nào cho nên cũng là chồn lo lắng. mà kể cả Dương nó là một chuyện, nhưng kể cả bây giờ Dũng nó cũng có yên đó mà bảo mà bảo mà ở mà ổn thỏa được, cho nên là nó cứ phá theo xong cái vong ở, thổ đất mình ấy, thì nó ốp, xong là đi ra ngoài thì cũng bị, xong rồi là vía thì cũng bị người ta giữ đi thôi, xong là chúa đất thành vàng giữ đi thôi, xong nó lấy đi ở một nơi đi thôi. Cho nên cái này nếu không không làm được tốt là hỏng, hỏng là con người nó không phải chết được đâu, nhưng ý là nó gọi là phân tâm, xong nó không định hướng, nó kệ nó, xong nó đi đâu thì đi, bây giờ nó có cần bảo phải giữ vợ nó làm gì đâu mà nó có giữ đâu mà bảo. Không cần biết được kệ. Giờ đã nói với bác bây giờ nó ngồi ăn cơm này nó cũng không cần biết là cơm thịt hay cơm rau, cứ kệ đây này, nó có thắc mắc bảo ôi này đơn cháu mới càng kiên mới nó có thắc mắc gì đâu mà bảo đấy, mới có phải lông phải cặn ao pia ao chiếc rồi là thử ao nửa mà kiên, nhưng mà mình mới cần nữa nè, yểm yểm bây giờ là bị yểm bùa đấy, cho nên là khai cơ bây giờ biết yểm bùa kia biết người. Cái này thì thực ra mình cũng không không cần phổ biến, mà thôi kia mình có thể mình làm xong là thu về, xong là làm lễ xong tấu lên, trong cả cái long tuyền kia đó nhà mình nó cũng bị trục trặc từ nhiều thứ cả, bởi vì cái lòng đất kia vẫn làm ấy, mình vẫn cúng cúng nó cũng chả đâu cả, nó cứ cả ngay cả ngang thế. Cho nên là bây giờ mà chính bây giờ trên tổ nha, em nói ngay từ đầu rồi là ví dụ như bên của họ Vũ này với bên họ Nguyễn này thật sự ra từ trước có giao hòa nhau đâu mà bảo, thì bác ở đây bác cũng như kiểu ở ở đây tổ nó cũng bảo nó không không phải cháu phải con nó đâu mà bảo, thế ví dụ thế thôi. Bên Nguyễn nó cũng kiểu như nó cứ kiểu như thế đó, như ý là cháu về hạt lua để bay bẹt đắm kiểu chết, hạt khơi để bay 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 khẩu coi như là đắm bay nhập đắm đấy, thế đắm du na ở ma ai mà để lục xong ăn mãnh của mình đấy, ăn mãnh cũng luôn họ Vũ ấy đấy cũng mà, thế cái cáp càng linh tinh bằng cũng luôn cháu là ăn quán ấy. Chính xác nhà mình như kiểu quán ấy, nhà điều kiện có nhưng mà cũng như kiểu quán ấy thôi, kiểu thằng ra cứ ra thằng vào cứ vào, thằng này mua
rau cứ mua thằng kia, mua bí cứ mua thằng này, mua cam cứ mua thằng kia, là mua gà cứ mua đại loại thế. Thực ra cái họ họ Vũ này là bây giờ ông cụ thất lạc ở, đi đi phiêu bạt ở dưới chui lên, giờ cũng không biết nguồn gốc ở đâu đâu. Thế thế đấy. Bảo là nó cứ ta ông, cứ ông mánh, ông đi theo. Vâng, nó cứ ngang ngang thế này thôi. Chỉ biết mỗi ông bây giờ ông chết đột xuất chết cái là bà không biết quê ở đâu luôn. Thế mới là vấn đề đấy. Đây là khấn lên tiên tổ, nhiều việc lắm. Hỏi bà và quê ông ở đâu không biết. Ít nhất là phải 5 dòng. Thế của nhà bác là nghiên cứu như thế đấy. Thế là nhà bác nhờ. Ông muốn xem cái hướng giải quyết là như thế. Thế mình hắn bàn nhau, bây giờ xem cái lấy cái áo. Mù say say lo say say, mù say say lo say say, hầu chứ hầu mẹ mẹ, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mẹ mẹ. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô, nơi đại ngàn đa xám, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tù mù say say lòi say say, mù say say lòi say say, hồ chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống